Thế thì cái phần nhiễm khuẩn về phần đại cương thì không nhắc lại nữa, vẫn là nhiễm khuẩn xuất hiện trong vòng 28 ngày đầu trong sinh, hay là trong sơ sinh thì vẫn tính là chúng ta tính là một tháng tuổi. Thế còn một tháng đầu sơ sinh thì các anh chị lại nhắc lại, thì tôi giờ giờ tôi tính cái đứa trẻ đẻ non mà có tuổi hiệu chỉnh thì các anh các chị thấy cô tính thế nào? Thì thực ra thì bây giờ nó chưa có một cái sự thống nhất về cái việc là những cái đứa trẻ đẻ non mà trên 32 ngày, trên 30 ngày thì nó sẽ được nhận vào khu vực nào. Tuy nhiên thì những cái đứa trẻ mà cân nặng rất là thấp, vẫn dưới 1.500g mà cái cân nặng và tuổi nó vẫn lớn hơn 30 ngày thì vẫn nên xếp vào khoa sơ sinh, cái môi trường nó vẫn chăm sóc tốt hơn. Thế còn ví dụ trên 30 ngày mà cân nặng lớn hơn một chút thì có thể linh động xếp cái khu vực hồi sức khác, đúng không ạ? Thế nhiễm khuẩn sớm thì là trong vòng 3 ngày đầu tiên, một số sách anh ấy chị đã ghi định là 5 ngày, 7 ngày. Hoặc là trong các cái bài nghiên cứu nó sẽ là ghi là 7 ngày. Tuy nhiên 3 ngày vẫn là chính xác nhất, nên chúng ta đánh vẫn là 3 ngày. Nếu chị nào. Thế còn nhiễm khuẩn muộn là trên 3 ngày. Ở sớm ở đây thì mình định nói là thực ra theo đúng cái định nghĩa là sớm thì người ta vẫn nói là nhiễm khuẩn mẹ con, đúng cái từ là mẹ con, tức là từ người mẹ chuyển sang cho đứa trẻ. Thế trong một số thì trong khi đó định nghĩa về nhiễm khuẩn bệnh viện có nghĩa là sau 48 giờ nó vẫn có một cái ngày ở cửa sổ để chuyển thành nhiễm khuẩn bệnh viện, đúng không? Thế tuy nhiên ở đây chúng ta vẫn hình dung, vẫn hiểu là cái nhiễm khuẩn sớm ở đây là thường là nhiễm khuẩn liên quan trực tiếp đến người mẹ, mình hiểu như thế rõ nhá. Đó. Thế còn nhiễm khuẩn muộn thì mình vẫn đánh mốc là 3 ngày, tức là nó ít liên quan đến người mẹ hơn một chút, nó vẫn liên quan đến nhiều các vấn đề khác thì chúng ta tính là muộn, đúng không? Tỷ lệ tử vong, tỷ lệ bệnh thì thôi không nói nữa, vì tỷ lệ này nó sẽ thay đổi theo từng khu vực, từng vùng miền một, từng đơn vị hồi sức một, tức là nó rất là khác. Ví dụ cái tỷ lệ này nó sẽ khác biệt giữa cái đơn vị là khoa hồi sức sơ sinh ở khoa sơ sinh ở bệnh nhi này, nó sẽ khác với bên khoa của bên phụ sản, cái mô hình cái mặt cũng khác nhau hoàn toàn. Chính vì thế mà trong cùng một năm nó cũng khác rồi, cùng một giai đoạn nó khác rồi, cùng một đơn vị nó khác rồi, nên là so sánh giữa các cái vùng cũng sẽ khác. Đấy. Tiếp theo là các cái con đường xâm nhập gây bệnh, thì ở đây là người ta chia là chúng ta chỉ nói đến các cái con đường xâm nhập gây bệnh của nhiễm khuẩn sơ sinh sớm thôi nhá. Cái này mình không phải chép đâu, tí nữa tôi sẽ chuyển hết slide cho các chị, tôi cũng không giữ đâu, các chị không phải chép đâu. Thế thì là có thể qua đường máu, qua đường màng ối và qua đường âm đạo. Cái này là dành cho nhiễm khuẩn sơ sinh sớm, tôi đang nói như này. Thế còn các cái con đường khác là thường nhiễm khuẩn sơ sinh muộn, mình sẽ nói ở trên phía sau. Ở trong cái phần này các anh bác sĩ có hai cái phần quan trọng là các yếu tố nguy cơ của nhiễm khuẩn sơ sinh sớm. Thế thì các anh chị có thể đọc nhiều sách tham khảo, ví dụ hiện tại bây giờ các anh bác sĩ có thể theo trường phái của UK thì đã có cái bảng của NICE mới nhất là năm 2020. Tuy nhiên thì các cái phân loại nó không, nhiều khi đôi khi nó hơi dối một chút, không rõ bằng cái phân loại của ADS của bên Pháp. Người ta phân loại rõ ràng đâu là yếu tố nguy cơ sớm, đâu là yếu tố nguy cơ muộn, người ta phân loại rất là rõ ràng. Đấy. Thế còn trong cái phần kia đôi khi nó hơi lẫn một chút vào, và thường cái phân loại này nó liên quan đến khuẩn sơ sinh sớm là chính, chứ không mấy khi liên quan đến ít người, đã ít nhắc đến những khuẩn sơ sinh muộn nhá. Phần đó thì mình ở đây mình cũng liệt kê ra các yếu tố nào là yếu tố chính, các yếu tố nào là yếu tố phụ. Ví dụ như là chính kênh các chị thì các anh nhìn thấy ở đây một loạt các cái vấn đề, 7 vấn đề tất cả. Viêm màng ối, trẻ sơ sinh, sinh đôi bị nhiễm khuẩn, thân nhiệt của người mẹ và đẻ non tự nhiên, thời gian vỡ ối lên mốc 3-18 giờ, vỡ ối non trên 35 tuần. Và các chị chú ý dòng cuối cùng này, mẹ có nhiễm liên cầu B, đúng không? Hoặc là dịch âm đạo có liên cầu B. Cái này thì bây giờ đang rất phổ biến ở các cái bệnh viện sản lớn rồi đấy. Người ta tìm liên cầu B cho các bà mẹ đang mang thai lúc 36 tuần. Ở bên phụ sản Hà Nội phần C đang làm rất là nhiều. Nên là mình sẽ có những cái thông tin này. Thế tuy nhiên thì những cái khu vực sản khác thì mình không có thông tin. Thế thì trong thời gian này thì mình cũng nên gọi. Tuy nhiên phải lưu ý rằng là trước kia liên cầu B nó rất là nhiều, thì nó chúng ta sẽ sang bên phần điều trị. Thì người ta có chiến dịch điều trị phòng những cụm liên cầu B cho những đứa trẻ sau đó. Thế thì là nó làm thay đổi cái tỷ lệ dịch tễ của bệnh nhân khá là nhiều. Đấy, cái này thì nhưng mà chúng ta thì chưa có một cái điều tra nhất định, bởi vì chúng ta không làm, chúng ta không biết được điều tra cụ thể bao nhiêu, đúng không? Tiếp theo là các yếu tố nguy cơ phụ.
Yếu tố nguy cơ phụ ở đây các anh chị lại nốt lại phía trên là riêng cái suy thai hoặc nhịp tim thai bất thường lại xếp vào yếu tố nguy cơ phụ nhá. Đó mình chú ý một chút dịch ối bẩn. Đây là cái phần mà mình biết để mình sắp xếp nó phù hợp trong cái phần hỏi bệnh của mình ấy. Để khi mình đưa các thông tin của bệnh nhân thì cũng nên hỏi và cho đỡ bị quên. Thế nhưng mà vấn đề ở chỗ là chúng ta mặc dù như thế thôi nhưng mà hỏi bệnh thì chả mấy khi có được thông tin, bởi vì là trong cái hồ sơ bệnh nhân chuyển viện chẳng có người nhà chẳng biết, đúng không? Nên là thôi có được bao nhiêu thông tin thì càng tốt bấy nhiêu. Cái phần này gọi là những cái gọi là tiền sử, mình gọi là nói là tiền sử đúng không, trong phần hỏi bệnh đúng không? Đấy. Thế sang phần triệu chứng lâm sàng. Triệu chứng lâm sàng ở đây thì nói chung là chúng ta nói hẳn về triệu chứng lâm sàng của nhiễm khuẩn huyết nhá. Tức là có 7 gạch đầu dòng từ trên xuống dưới, nhận thấy rằng là đa phần tất cả các cơ quan trải dài từ trên xuống dưới, cơ quan nào cũng có thể có thể bị. Thế thì nhiều như thế này thì nó đặt ra vấn đề ở chỗ là khi nào chúng ta đặt bút chẩn đoán là nhiễm khuẩn huyết, đúng không nào? Khi nào thì chúng ta gọi là nhiễm khuẩn sơ sinh. Tức là một cái từ rất là chung chung thôi, nó chẳng phân biệt đặt giỏi gì cả. Nhiều khi đi chẩn đoán cái cụm từ đấy nó cũng buồn cười. Kể cả mình cũng thấy nó không rõ, lẫn cả người nhà bệnh nhân người ta vẫn hỏi là con tôi nhiễm khuẩn ở chỗ nào, đúng không nào? Nó rất là không rõ. Thế thì trong cái phần này mình nhận thấy rằng là theo cái tiêu chuẩn của NAI người ta bảo là có những cái tiêu chuẩn mà đánh cái dấu là dạng cờ đỏ, tức là những tiêu chuẩn quan trọng nhất chính ấy, thì bao nhiêu tiêu chuẩn phụ chính và bao nhiêu tiêu chuẩn phụ thì sẽ được xếp là những khuẩn sơ sinh chẳng hạn. Nhưng mà theo cái phân loại của ANS của Pháp ấy, thì người ta lại không phân loại như thế, đúng không? Tức là mỗi một cái phân loại mình áp dụng mình sẽ thấy nó có một cái tiêu chuẩn khác nhau đến mức mà. Tuy nhiên thì mình theo mình hiểu thì cái triệu khi mình chẩn đoán bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết ấy, tức là các cái triệu chứng lâm sàng nó khá là nặng nề theo cách đánh giá của mình. Ví dụ nó có thể hiện trên các tình trạng về các cái cơ quan hô hấp, tim mạch hoặc là các cái phần khác nó nặng nề thì chúng ta sẽ hướng đến cái chẩn đoán là theo bệnh nhân nhiễm khuẩn huyết. Còn thông thường các cái triệu chứng nó nghèo hay nó ít thì mình có thể chỉ đơn giản biết là nhiễm khuẩn sơ sinh thôi cũng được. Đấy là cái phần mình chú ý khi mình biết là nhiễm khuẩn sơ sinh theo dõi nhiễm khuẩn huyết, bổ thêm một cái từ như thế này nhá. Còn một loạt các triệu chứng như này liệt kê gạch đầu dòng này không nhắc luôn nhá, bởi vì các anh chị ở đây ai chẳng giỏi ai chẳng biết thì tôi chẳng nhắc lại gì cho mất công ra, đúng không? Đấy là cái phần mình chú ý như vậy, đúng không? Tuy nhiên trong cái phần triệu chứng lâm sàng cận lâm sàng thì mình chú ý một chút, đó là trong trường hợp nhiễm khuẩn sơ sinh sớm thì mình hỏi được các cái xét nghiệm của người mẹ, cái này nó rất quan trọng đấy. Tức là bởi vì chúng ta có mục tiêu là liên quan chặt chẽ với người mẹ cho nên là mình hỏi được thông tin của người mẹ thì tốt. Ví dụ như anh đấy, anh Đạo bây giờ anh đang ở cả Hồng Ngọc bây giờ đấy, đẻ xong một cái các thông tin ở bên đấy người ta nốt rất là đầy đủ, lập tức là biết là người mẹ có các cái vấn đề gì ở trước đẻ, ở trong quá trình đẻ và thậm chí sớm sau đẻ. Thế là anh mới lập tức nghĩ rằng là cái bệnh nhân này nó có thông tin rất đầy đủ liên quan đến mẹ, có thể định hướng được các cái căn nguyên như thế nào điều trị nó sẽ tốt hơn. Thế nhưng mà ví dụ một chị đấy áo hồng ở Vĩnh Phúc đúng không? Dạ, em là 108 à. 108 cũng có đẻ, xin lỗi. Một chị gần giống một chị khác nhưng hôm nay lại nghỉ rồi, đang học ở trên khoa sơ sinh buổi sáng nhưng mà đi về rồi, tên là Thủy đúng không? Dạ. Và hỏi như thế để biết rằng là ở cái chỗ bệnh viện nó không có sản ấy, tức là thì mình cứ thông tin mình sẽ nghèo nàn hơn đấy, ví dụ thế chẳng hạn, để cho mình biết là mình cố gắng lấy những thông tin của người mẹ mình biết, ví dụ khai thác mẹ có những khuẩn thế nào, có cấy dịch âm đạo, cấy dịch tiết niệu thế nào thì mình biết nhá. Đây là phần chú ý. Thế còn về phần triệu chứng lâm sàng là các anh chị lưu ký này, một loạt các bệnh phần một bộ xét nghiệm đầy đủ, bao giờ gồm công thức máu đúng không, CRP, các mắc cơ viêm, PCT này mình hạn chế làm lắm vì là bảo hiểm y tế không trả 400.000 một mẫu vân vân. Một số bệnh viện Hồng Ngọc có trả PCT chắc là không trả đâu nhỉ, đương nhiên là không rồi đấy. Thế thì ngày xưa còn đọc anh tiết lên kim các thứ nhưng mà đây chỉ trong lý thuyết thôi chứ ạ, thằng mình cũng chẳng làm đúng không ạ. Cấy máu bắt buộc rồi, cấy máu 2 mẫu chắc chắn là như thế đúng không? Đấy là 3 cái xét nghiệm cơ bản mình phải chú ý. Thế riêng một cái phần nữa là theo trường phái của ví dụ bệnh viện Việt Pháp là người ta lấy hết các loại dịch dạ dày ấy, người ta nhuộm soi cấy đấy.
Nhưng mà trường phái của anh Mỹ thì người ta không thích dùng cái này vì lý do là thực ra là nó cũng không chính xác lắm và lại tốn kém. Nhưng mà tôi thấy bên cái bên Pháp đợt trước mà người ta vẫn lấy dịch dạ dày, người ta nhuộm soi nhiều lắm và lấy trước 6 giờ ngay ngay lúc đó đứa bé ra tức người ta hút luôn, người ta lấy dịch xét nghiệm luôn đấy, tức là mình lấy càng sớm càng tốt, thường là lúc mà đứa bé đẻ ra lấy luôn đấy. Thế còn lại các cái khu vực khác thì người ta không lấy đâu. Đến này thì là ngoài ra còn các cái dịch phẩm ngoại vi thì hầu như là cũng ít lắm, chẳng thấy ai lấy đâu. Đấy là cái phần chú ý. Thế còn đây là một loạt các cái marker gọi là động học của các cái marker nhiễm khuẩn. Thì các anh chị chắc đã biết hết cả rồi. Tức là mình so sánh cái sự thay đổi của một số marker theo thời gian liên quan đến tình trạng nhiễm khuẩn đứa trẻ đến. Ví dụ bệnh nhân từ Hồng Ngọc chuyển sang viện Nhi chẳng hạn, đến rất là sớm, trong vòng 6 giờ đầu tiên thì có thể CRP cũng không tăng. Thế nhưng mà sau đó chính vì vậy mà chúng ta sẽ phải làm một mẫu lại sau vòng 24 giờ để đánh giá lại cái tình trạng nhiễm khuẩn xem CRP thay đổi như thế nào. Đấy là cái mình bắt buộc phải làm. Thế còn những bệnh nhân mà đến mà sau 12 giờ thì cái giá trị này rất có ý nghĩa, nó lại tăng rồi, đúng không nào? Đấy là cái phần chú ý, đó là cái màu sáng nhá, màu sáng sáng đấy, thấy không ạ? Tăng rất là rõ từ sau khi xong với 24 giờ đến 72 giờ, mà lúc 48 giờ là giá trị cao nhất đấy, đúng không? Thế còn ví dụ các anh chị muốn làm PCT thì rõ ràng là có ý nghĩa sớm hơn, là PCT tăng từ 2 giờ sau khi có phản ứng viêm xảy ra, sau đó thì đạt đến mốc là 24 giờ và sau đó giảm dần. Để thấy rằng là các cái bệnh nhân mình đến sớm thì mình làm sớm, mình có một cái dạng, cái này mục đích của mình là mình cho kháng sinh sớm, chứ là không phải lúc nào mình cũng cho kháng sinh cả, đúng không? Theo đúng cái định nghĩa của bên cái phần bệnh học ở Pháp ấy, là người ta nói rằng tất cả đứa trẻ đẻ ra mà không khỏe, tức là không khỏe, tức là có các cái triệu chứng bất thường thì người ta đều nghi ngờ cái tình trạng nhiễm khuẩn. Đấy, người ta định nghĩa như thế. Chính vì thế mà các cái động học là nó rất quan trọng, bằng cách là mình theo dõi các cái chỉ số của nó để mình khi nào mình chỉ định kháng sinh nó phù hợp hơn. Đấy là cái phần mình chú ý như vậy. Tuy nhiên thì của mình nhiều khi là chẳng như thế. Ôi giời, chói, đúng không? Nên là dù có sớm hay có muộn thì nó cũng thực sự nó thật không có ý nghĩa quá trong cái trường hợp này. Đấy. Còn các anh chị nhìn là anh thuốc lên kim thì rõ ràng tăng rất là sớm, sau trong vòng 1 giờ rồi sau đó thì đạt mốc đấy, 2 giờ sau đó giảm trong 6 giờ, tức là nó chỉ có ý nghĩa trong lab thôi, chứ là trong mình không có ý nghĩa thực tế lắm, bởi vì bệnh nhân đi di chuyển từ Hưng Yên lên đây mất đến đây là mất 6 tiếng đồng hồ hơn rồi, chẳng làm cái gì nó hết tăng rồi, đúng không? Đấy là cái phần mình chú ý, mình chỉ định thôi. Ngoài ra còn một số các xét nghiệm khác bổ sung thêm tùy tình trạng của bệnh nhân, nhưng mà trong trường hợp những bệnh nhân này thì những cái bệnh nhân này bắt buộc lên chụp phổi, đa phần là như thế, nó vẫn được xem là các cái chỉ định bắt buộc, đúng không? Ngoài ra các cái xét nghiệm về các tìm căn nguyên hoặc các ổ nhiễm khuẩn ở đâu như nước tiểu rồi phân vân vân, các cái tình trạng nặng bao gồm có các rối bông máu rồi các tình trạng toàn bằng đan kiểm bổ sung thêm trong trường hợp cần thiết. Tôi nói một chút về việc chỉ định dọc dịch não tủy ở những trẻ sơ sinh này. Bình thường thì các anh chị thấy rõ ràng là chi sơ sinh người ta chỉ định dọc dịch não tủy khá là rộng rãi, hầu như là bệnh nhân chỉ định rất là nhiều, đặc biệt là những cái bệnh nhân mà có khi các anh chị đến đấy rất đơn giản, chỉ có sốt không, CRP tăng có một chút thì 65-60 cũng đang chẳng phải tưởng. Đấy là cái lý do mà thấy là trong khi đó ở trẻ lớn có khi cả trăm thì cũng chả ai chọc cả, đúng không? Đấy, cho nên là nó sẽ khác biệt một chút, bởi vì trong trường hợp mà bệnh nhân nhiễm khuẩn sơ sinh thì có thường hay có những khuẩn huyết, thì đi có là những khuẩn huyết, và những khuẩn huyết thì hay đi thường theo kèm với viêm mảng não nhiễm khuẩn. Chính vì vậy mà cái việc chọc dịch não tủy nó cũng khá là rộng rãi. Chọc thì đương nhiên là cái bệnh nhân mà có tình trạng nhiễm khuẩn. Ôi dồi, anh Nam đang ngủ gật rồi. Nam ơi, ngủ gật à? Không, dưới, trên cổ. Đấy. Thế trong trường hợp mà bệnh nhân mà có triệu chứng nhiễm khuẩn cộng với dấu hiệu thần kinh thì auto, thôi không được dùng từ auto, mất lịch sự quá, đương nhiên là chọc rồi, đúng không? Thế còn những cái bệnh nhân mà có một cái dưới với tất cả các bệnh nhân mà cấy máu dương tính, chọc hết, nhớ chưa? Cấy máu ở đây, cấy máu có thể cấy máu vi khuẩn hoặc nấm cũng đều chọc, nhớ là như thế. Hoặc cấy máu tỷ lệ rất là thấp, ví dụ năm ngoái tôi làm là cái tỷ số hơn 6.000 bệnh nhân nhập viện
hơn gần 5.000 mẫu cây máu, nhưng chỉ có bao nhiêu mẫu dương tính? 200 mẫu. Có nghĩa là tỷ lệ bao nhiêu? 200 trên 4.000 với 5%. Rất là thấp, đúng không? Thế nhưng mà tất cả chính vì vậy mà thấy rằng là những cái bệnh nhân mà có tình trạng nhiễm khuẩn nặng thể hiện ở trên tình trạng lâm sàng cũng như các cái xét nghiệm thì thấy rằng thì nên chọc nhá. Đấy là thứ hai, vấn đề thứ hai cần phải chọc. Vấn đề thứ ba nữa là tất cả các cái đứa trẻ mà mình không tìm được cái ổ ở đâu, mình đang cố gắng mình tìm được mà triệu chứng nó không đầy đủ thì mình cũng chọc. Đấy là cái phần chú ý. Và lúc đấy mình chẩn đoán là thường là nhiễm khuẩn sơ sinh, nhiễm khuẩn theo dõi nhiễm khuẩn huyết và có như là nhiễm khuẩn hay không, chứ không mấy khi chẩn đoán đơn giản là viêm màng não nhiễm khuẩn không được đơn thuần mà phải nhiễm khuẩn sơ sinh và trên đứa trẻ viêm màng não nhiễm khuẩn nhá. Đấy là cái phần mình chú ý, cái cách mình biết từ thôi. Thế còn đây trên đây các anh chị nhìn thấy là các cái gì nhỉ, cái con số bình thường đây là áp dụng trên một đứa trẻ 1 tháng. Còn 5 tháng thì đôi khi người ta lấy mức là 22 tế bào, 20 tế bào thôi nhé. Còn đến 1 tháng người ta sẽ lấy như thế này. Được chưa nào? Đấy. Ồ. Các cái phần khác bổ sung xét nghiệm của các bộ phận khác tìm căn nguyên thì tùy từ bệnh nhân một. Mình có thể cấy phân để cấy nước tiểu này, rồi là dịch dịch nội khí quản này, rồi cateter vân vân, tùy từ bệnh nhân mà chúng ta có chỉ định cho phù hợp nhá. Bây giờ các cái phần này là phần rất quan trọng này. Chúng ta sẽ sử dụng thuốc như thế nào, đúng không? Phần điều trị các anh chị chú ý lưu ý này. Bao giờ mình cũng nói cái thứ nhất là nguyên tắc. Nguyên tắc thì đầu tiên là liệu pháp kháng sinh. Đầu tiên liệu pháp kháng sinh này, chống trụy mạch, chống thông, chống rối loạn tăng kiềm, chống suy hấp và chống rối loạn đông máu. Có 5 nguyên tắc tất cả, 5 vạch đầu dòng trước. Đầu tiên là nguyên tắc trước như thế, đúng không? Thế sau đó chúng ta sẽ đi vào từng phần một. Từng phần một ở đây bao gồm thứ nhất là kháng sinh. Thì bây giờ đầu tiên phải quan trọng đến cái phần dịch tễ. Ví dụ bình thường mình vẫn hay nói là sớm và muộn, để non và để tháng, đúng không? Thì ví dụ như ở mình thì sớm ở đây thì cái căn nguyên gram dương khá là nhiều nhá. Đấy, cũng như các cái nước khác, các cái nước châu Âu hoặc là các cái khối nước giàu có thì căn nguyên gram dương cũng khá nhiều, nhưng mà nhiều là trên nền những đứa trẻ để một tháng. Đấy, một tháng thì thường người ta nhắc đến liên cầu, chủ yếu liên cầu, đúng không? Và tụ cầu cũng có, vừa rồi tôi điều tra thì thấy là liên cầu và tụ cầu số liệu gần bằng nhau, tức là tương ứng với nhau đó. Thế còn một loạt những cái con khác thì nó chiếm giải rác rất là ít. Đó là lý do vì sao mà cái những cái đứa trẻ một tháng thì mình thường cái pháp đồ đầu tiên mình vẫn thường chọn là liên cầu vẫn còn nhẹ ít ampicillin, nên mình vẫn chọn nhóm ampicillin này. Pháp đồ một tay là cái pháp đồ thứ nhất là ampicillin cộng với một nhóm aminoglucid, đúng không ạ? Đấy là cái phần mà sớm này. Thế nhưng ở trẻ đẻ non thì ở cái nhóm gram âm lại cũng nhiều, nhưng người ta lại không nói đến ecoli đâu nhé, người ta lại ít nhắc đến ecoli. Lại thường là các cái con gram âm khác người ta hay các kể đến clet thì mình cứ nói là những khuẩn bệnh viện thôi, nhưng mà nó lại trong nhóm sớm mà thường ở trẻ đẻ non đấy. Ví dụ vừa rồi tôi điều tra thì cũng đến clet vẫn là cái hàng đầu tiên trong cái nhóm gram âm, nó vẫn hơn ở ecoli một chút chứ không phải là ecoli đứng trên mà đấy. Thế thì trong đẻ non thì cái tính ra mình phải cân nhắc xem là mặc dù cái tình trạng nhiễm khuẩn ban đầu nó tình trạng lâm sàng nó có tương xứng với cả cái tình trạng xét nghiệm hay không. Nếu không thì mình vẫn có thể cân nhắc và dùng cái first line được nhá, vẫn dùng ampicillin cộng với ampicillin được. Còn nếu trong trường hợp mà đứa trẻ cảm giác khá là nặng nề, tình trạng nặng nề thì có chuyển sang cái second line cũng được nhá. Đấy là cái phần mình chú ý, mình cân nhắc dùng kháng sinh cho cái nhóm này. Đấy là trong vòng 3 ngày đầu tiên thì mình cân nhắc. Còn tùy, ví dụ
đấy là ngày đầu tiên khi mình nhận bệnh nhân như thế. Còn những cái ngày tiếp theo mình theo dõi tình trạng diễn biến nó thay đổi thì mình sẽ thay đổi, nó sẽ khác cho phù hợp. Đấy là cái đầu tiên. Thế còn trong cái trường hợp sau 3 ngày, sau 3 ngày thì trong nhóm đủ tháng người ta cũng thấy rằng là cũng là có đám âm cũng nhiều. Đấy, thì một loạt các con đám âm hay gặp đến như mình thì cứ nhận được cờ lét. Sau ở đến cái gì các ông biết không? Serratia, AC, xong rồi là các con khác mẹ đẻ số rất ít. Ví dụ tôi điều tra 170 con sau 3 ngày thì có 65 là CLEP. Tức là nó chiếm 1/3. Ừ, nó chiếm 1/3, còn lại giải rác. Ví dụ như E. coli, E. coli bằng Serratia khoảng 24 con. Cái kia âm tầm 23 con E. coli và Serratia cộng với AC thì hơn cỡ em một chút, tức là cũng chiếm 1/3 nhá. Đấy là cái phần chú ý như vậy. Thế thì những cái con này thì điều trị thế nào? Cái này kể cả tuổi non đủ tháng, đủ tháng thì cũng là tụ cầu, cũng là nhiều nếu mà nhóm gram dương. Đấy, còn cái nhóm lên cầu thì cũng có. Thế thì những cái bọn này thì các em vẫn ưu tiên là cái đẻ non thì chúng ta vẫn dùng cái dòng thứ hai chẳng ra, tức là nhóm C3TH3 cộng với những nhóm amiglobulin, đúng không? Còn trong trường hợp nghi ngờ tụ cầu, các em có thể vancomycin. Đây là cái phần mình chú ý, mình dùng kháng sinh. Thế còn cái, kể cả những cái bệnh nhân mà sau 3 ngày mà tình trạng lâm sàng nó khá là ổn ý, nó cũng không nặng nề quá, thì chúng ta cũng có thể cân nhắc dùng cái bột ngủ được nhé. Đây là chú ý như vậy, đúng không? Còn tiếp tục này, đương nhiên là sau một thời gian mấy ngày hôm sau có kháng sinh đồ rồi thì ok, chẳng có vấn đề gì cả. Nếu mình điều trị theo kháng sinh đồ cũng không nói được gì rồi, nhưng mà đấy là mình dùng trước khi mình có kết quả kháng sinh đồ thôi, đúng không? Thế còn vừa rồi nói về việc nghiệm tụ cầu, tụ cầu thì các chị sẽ có hai loại. Một là tụ cầu đến từ cộng đồng, hay là tụ cầu đến từ bệnh viện. Tụ cầu đến từ cộng đồng nhưng mà lại sau 3 ngày khá là nhiều, thường là những cái phần mà viêm da mô mềm cũng như là các cái phần, thì vừa rồi anh Quang nội chú anh thống kê nhiều lắm đấy. Và cái tỷ lệ kháng với cả penicillin khá là cao, chứ là cái việc mà đầu tay các anh chị vẫn dùng bây giờ vẫn là vancomycin là chính nhá. Thế còn cái tụ cầu mà nhiễm tại bệnh viện ấy thì không nhiều bằng các cái nước châu Âu đâu, các cái nước có phát triển thì không nhiều đâu, chủ yếu là của chúng ta đến từ nhà đến là chính đấy. Tuy nhiên lại khá lại cao, nên là cân nhắc là dùng vancomycin thay vì dùng cái nhóm oxycillin từ ban đầu mà không có không dùng được đâu nhé. Đấy là cái phần mình chú ý. Tiếp theo này, ngoài ra chúng ta còn thấy một nhóm mới, như ví dụ cách đây năm 2017, 2018, 2019 cái tỷ lệ nhiễm nấm cao, cái đợt đấy khoa sơ sinh nó rơi vào cái thời gian mà sửa những cái nhà cửa dưới tầng 1 ấy. Cái thời điểm đấy nấm phát triển khá nhiều, thì tôi cũng cho một anh nội chú là anh Công anh làm đề tài nấm, bởi nấm nhiều lắm. Thì cái đợt đấy thì lần này thì chính ra ít nấm này, không có mấy. Thì cái rồi đó thì lại thêm một cái phần, nếu mà bệnh nhân nấm ở đây sẽ thường ở trên cái bệnh nhân để non nằm lâu, đúng không? Đó. Và thường các cũng có chuyển từ các cái khu vực các tỉnh đến, thì người ta sẽ bổ sung thêm kháng sinh chống nấm nữa. Đầu tay vẫn dùng là thường chúng ta lại hay dùng là hay mình học các cái dòng Candida là chính. Candida vaca thì vẫn nhận được fluconazole, thì mình vẫn dùng fluconazole nhá. Đấy. Thì liều vẫn là liều 12 mg cân nặng một ngày một lần thôi. Thế nhưng mà trong một số trường hợp, bây giờ đặt ra vấn đề là có điều trị bằng dự phòng nấm hay không? Đó, thì hiện tại bây giờ hầu như rất ít dự phòng, rất là ít dự phòng. Nhá. Nếu mà phát được dự phòng thì lại hay để cho những người chúng ta sẽ tính cái nguy cơ của cái đứa trẻ sơ sinh này có nguy cơ nhiễm nấm hay không, người ta sẽ dùng đến dự phòng. Nhưng hiện tại bây giờ hầu như người ta không điều trị dự phòng mấy. Trừ trường hợp mà người ta thường là dùng điều trị luôn, tức điều trị luôn đã, theo đúng điều trị, mặc dù không có bằng chứng gì nhưng mà chỉ nghi ngờ tình trạng lâm sàng nhiễm thì người ta thường điều trị luôn. Thế ngoài ra thì tùy kết quả kháng sinh đồ với nấm thì mình điều
chỉnh cái loại cao cấp hơn thay vì fluconazole nhé. Đấy. Thế còn tiếp theo này, thời gian điều trị ở đây thì ví dụ như là thời gian nhiễm khuẩn huyết 10 ngày, viêm mảng não nhiễm khuẩn 21 ngày, rồi viêm phổi 7-10 ngày vân vân. Cái này thì cũng tùy. 21 ngày là trong trường hợp mà tiến biến không viêm mảng não rất là đơn giản nên thuận lợi, còn tùy từng bệnh nhân là chúng ta như vậy. Và riêng về phần ăn glucosid thì ngày xưa chúng ta dùng bây giờ chúng ta dùng rất là tốt rồi, là toàn dưới 7 ngày thôi. Thế nhưng những cái phác đồ của châu Âu người ta chỉ dùng có 2 ngày người ta dùng luôn. Đấy, thì mình cũng cân nhắc, nhưng mà bây giờ mình không dám như thế, mình cứ để khoảng 57 ngày. Đấy là cái phần mình dùng kháng sinh. Thế còn những cái phần khác, ví dụ như là hỗ trợ như là vì chống trụy mạch, rồi chống rối loạn thăng bằng toan kiềm, chống suy hấp, rồi chống rối loạn đông máu vân vân, thì cái này kê không có cụ thể đây nhá. Còn lại trong từ cái cây một thì chúng ta sẽ hiểu làm cây mình sẽ biết cái này, không nhắc cụ thể thì nó trong các cái bài khác liên quan này thôi, đúng không? Phòng bệnh bỏ qua nhé, không nói nữa, các anh chị tự đọc sách giáo khoa, đúng không? Thì bây giờ tôi nói một chút về những bẩm sinh, đó là tóc, đúng không? Tóc ở đây thì vẫn các anh chị vẫn hiểu là toxoplasma này, những cái con o, những cái con khác, ví dụ như là răng mai, HPV, parvovirus, rubella, CMV và herpes, đúng không ạ? Thế thì trong cái nhóm này thì hiện tại trên lab của chúng ta một bộ tóc bao gồm là chúng ta hay đánh toso này, rubella, CMV, herpes và cái gì nữa nhỉ? À không, răng mai rất ít đánh. Tức là khi mà mình nghi ngờ mình mới đánh. Ít ra mình đánh 4 cái con đấy đầy đủ. Khi một đứa trẻ mà đến luôn nghi ngờ mà tình trạng những khuẩn bẩm sinh, mình đánh từng đánh 4 cái đó nhá. CMV thì hiện tại mình còn đánh thêm cả PCR nếu cần thiết nữa. Đấy. Thế còn lại mình chỉ đánh những các IG thôi, đúng không? Thì về lâm sàng này, lâm sàng thì vấn đề nó cũng rất phong phú và đa dạng thôi. Các anh chị nhìn thấy nó đương nhiên là suy dưỡng bào thai rồi, các đứa này đừng là suy dưỡng bào thai, đúng không? Cái thứ hai là có cái tình trạng tim mạch, tim bẩm sinh, ví dụ năm 2009 là cái hồi đấy không biết là chị học năm thứ mấy, học cấp 3, đợt đấy có dịch rubella toàn miền Bắc đấy, nhớ không? Cái đợt đấy là rubella toàn miền Bắc, thì tôi nhớ là anh Thường bây giờ giám đốc bệnh viện Đức Giang ấy, anh cũng làm cái đề tài tiến sĩ về nhiễm rubella ở rất nhiều bệnh viện ở trên miền Bắc, đó, cái lần đấy thì đợt đấy nhiều lắm. Rồi là các cái triệu chứng khác, ví dụ như là hô hấp, thường suy hấp, có tình trạng phổi chẳng hạn, thiếu máu, da xuất huyết vân vân. Đặc biệt là các cái bệnh nhân này, các anh chị bao giờ cũng kiểm tra về vấn đề thần kinh của nó, não bé, não ung thủy, canxi hóa, rồi viêm mảng não, mắt, cục thủy tinh thể vân vân. Tức là triệu chứng nó cũng rất là đa dạng, tất cả các cơ quan. Thì mình nhìn một đứa trẻ sinh dưỡng bào thai thì mình cũng phát hiện luôn rất là dễ luôn. Tuy nhiên mình vẫn có bằng chứng và xét nghiệm để kiểm tra nhé. Các anh chị nói về toxoplasma thì ai ở đây cũng nhiều người ở Thái Bình không? Hả? Ăn thịt mèo không? Có. Ôi trời ơi. Hôm trước ví dụ như tôi hôm trước là gọi điện về quê ở chứ. Con mèo hôm qua vừa đi đặt hôm nay đã bị thịt rồi. Thế là quê chồng thôi. Đấy, tức là ở Thái Bình người ta hay có ăn thịt mèo đấy. Thì vấn đề trong toxoplasma này nó liên quan đến động vật truyền bệnh là mèo ấy. Đó. Thì vấn đề ở chỗ là như thế này, ví dụ như là cái nguy cơ truyền nó rất là lớn. Ví dụ cái thai nhiễm khuẩn trong cái tháng đầu tiên ấy, thì nó nguy cơ ảnh hưởng đến thai rất là lớn. Nếu mà cái người mẹ người ta nhiễm trung truyền đến đứa trẻ. Đấy. Thì là trong tháng 3 tháng đầu tiên thì có liên quan đến hủy hoại thai là đến 60-80%. Cái tháng sau thì nhiễm nhiều hơn nhưng mà ít ảnh hưởng đến thai hơn nhiều. Nhìn thấy là như thế này. Và đa phần là không có triệu chứng nhá. Tuy nhiên trên cái phần mà cái đứa trẻ bị nhiễm toxo ấy thì nhìn nó rõ lắm. Đầu tiên là có cái khám là não bé có canxi hóa này, những cái
chấm nốt ở trên da, cục cục trên da ấy, rất là rõ. Mình khám thì mình thấy luôn đúng không? Đợt trước tôi nhớ mãi một cái ca bệnh ở Hồi Giấy, bệnh nhân chuyển từ bên cái bệnh viện thì mới mở Thu Cúc hay Hồng Ngọc nhỉ, không rõ lắm. Và cái bệnh nhân này thì là một cái người mà, tức là có chồng đi làm du học sinh, vợ theo xem viện sang Nhật để học cùng, nhưng mà lại không có khám thai ở bên đấy nhiều, bởi vì cho rằng là bên đấy không phải khám thai nhiều, không có kiểm tra chất thai rất nhiều. Nhưng mà tôi nghĩ là như thế này chắc là không có bảo hiểm y tế hay như nào mới đi khám thai, bởi vì tôi ở 5 năm ở Pháp liền, cái bảo hiểm đấy rất là đắt, mình phải có bảo hiểm ấy thì mới khám được, mỗi lần hẹn cái khám mắt 6 tháng mới được khám mắt. Thế cho nên có thể cái việc theo dõi thai nghén nó cũng không tốt chẳng hạn. Thế đợt đấy là do mình làm ở trong bệnh viện thì mình vừa bước chân ra một cái mình có thai, mình phải gọi ngay cho thầy giáo sư là cho tôi đi siêu âm ngay lập tức. Thì do mình quay thì người ta sẽ ôm cho mình, chứ còn để đứng hẹn thì lâu lắm. Thế thì cái bệnh nhân đấy đẻ, sau đó thì gần đẻ từ Nhật, người vợ từ Nhật về. Về đến nhà thì trông về vào trong tình trạng là suyễn và có tình trạng nhiễm khuẩn rất là rõ. Đặt đầu dò lên cái hai xung quanh não thất bên hai bên là những cái ổ cặn canxi hóa rất là nhiều. Và những cái đấy thì lập tức nghĩ ngay là nó chỉ có nhiễm virus thôi. Nhiễm virus bẩm sinh rất là rõ. Và người ta không tin là đấy là sự thật ấy. Thực ra là như thế. Đó. Thì bây giờ vấn đề ở chỗ là khi cái này, những cái bệnh, cái toxoplasma này nhìn rất đặc biệt. Chính khi mình siêu qua thóp thì rõ luôn. Nhìn rất là rõ và thì nó hay hoặc là có những cái gọi là những cái gọi là cái lymphomasi hay những cái huyết não chất trắng nó cũng rõ lên. Nhìn thấy rõ, đặc biệt bộ của canxi rất là rõ, mình siêu qua thóp. Và khi mình làm cái xét nghiệm mà cái bộ thóp này thì việc cái IgM nó tương tính rất là rõ ở đây. Thế là cái phần mình chú ý trong trường hợp mà nhiễm toxoplasma. Và cái nốt và ban ở trên người, các em có nhìn thấy cái blueberry muffy, nó giống cái quả dâu bé tí này, hồi xưa mình ở bên Pháp mình cũng hay ăn ý. Đấy, nó bé bé lên thì nó cục hẳn ở trên, rất rõ lắm nhá. Thế còn tiếp theo là giang mai, thì giang mai ở đây thì thực ra là chúng ta cũng khá là nhiều, bằng cách là chúng ta hỏi tiền sử chính là chính thôi, nhưng mà đôi khi người ta vẫn giấu. Người ta giấu thì mình không biết được. Nhưng mà khám một đứa trẻ thì thấy rằng là ngoài các cái dấu hiệu như đẻ non, chậm phát triển tử cung, rồi tiền sử thai lưu vân vân, thì mình nhìn kỹ à, nó có những cái nốt bong da rất là kỹ, vết trầm trên da kỹ lắm. Nó phải phân biệt với việc những cái chuyển trường hợp và thai già tháng nó bị bong da nữa, nó không giống đâu. Nhưng mà những cái này mình kỹ ở trên bàn chân, lăn bàn chân, bàn tay nó bong kỹ, mình rõ được. Đấy là mình xem kỹ thì mình sẽ thấy. Và tuy nhiên thì không phải lúc nào cũng có cái bong da này đâu. Đấy. Thế còn những cái trường hợp mà viêm mũi, viêm xương sụi thì chắc là lâu lắm hoặc là biết, hoặc là răng sơn, răng mai thần kinh thì cái này nó sẽ lâu hơn. Và răng mai đặc biệt là liên quan đến viêm mảng não thì mình phải chọc liễu tủy bệnh nhân, là nghi ngờ răng mai thì chọc liễu tủy nhá. Đấy. Thế còn gan lách to là gan giảm tiểu cầu thì nó là trong cái nhóm những virus mà tổng hết có triệu chứng này rồi. Chỉ có điều mà mình phải cái triệu chứng mà mình nghĩ đến để mình làm xét nghiệm thôi, bởi vì trong cái bộ mình cứ đánh một bộ tóc nhưng ít đánh răng mai, chỉ khi nào mình nghĩ thì mình đánh thôi. Đấy là phần chú ý. Và đặc biệt nữa là sau khi mình đánh rồi thì mình có các cái chứng minh là kết quả xét nghiệm. Ở đây mình làm cái gì, TPSA là chính đúng không? Đấy, đấy là cái chính mình làm. Thế còn cái LRR thì chắc là không đâu, LPR thì không đúng không? Và đặc biệt nữa là khi đã nghi ngờ thì mình nên chụp xương, các cái xương bệnh nhân nhá, có cái dấu hiệu rồi. Thế thì dấu hiệu gì? Nếu chỉ X quang xương có dấu hiệu gì? Hả? Khánh Minh. Nếu mà X quang xương có dấu hiệu gì? Cái dạng củ hành ý, viêm xương dạng củ hành nhá. Sao hôm nay lại có quen đi hả? Khánh Minh đang nhắn tin cho ai đấy? Điều trị thì chúng ta vẫn sử dụng penicillin theo đúng pháp đồ và trong vòng 7 đến 10 ngày đầu tiên nhá. Đây là cái việc điều trị đúng không? Anh các chị nhìn số hình ảnh này, bong da bàn chân rất là rõ, gan bàn chân bàn tay đúng không? Viêm
Đây là cái, chúng ta bao giờ chụp các cái xương dài đúng không nhá, hình ảnh răng, cái răng này thì lâu mà nó thời gian sau mới có. Đứa trẻ sơ sinh thường chúng ta sẽ chụp xương này, tìm tìm các dấu hiệu bong da, các cái dấu hiệu về mắt, thủy tinh thể vân, đấy là cái phần chú ý như thế. Thế còn nhiễm rubella thì ngày xưa ở đây tất cả mọi người tiêm phòng vaccine sởi với bệnh rubella hết chứ, cái tuổi này tiêm hết rồi chứ không á? Đấy à, bây giờ năm nay là làm gì có ai đi 40, chắc phải 30 chứ. 30 tức là năm khi mà rubella vào miền Bắc là năm 1984 rồi đó. Là cái đợt đấy bắt đầu có vaccine đầu tiên. Thì các anh chị làm gì ở đây, làm gì có ai già cũng sinh năm 84 đâu nhỉ? Chắc chỉ 94 là hết, đúng không? Ừ không có, nhưng mà mình vẫn có thể, mình vẫn tiêm chứ, không không? Ừ thì đúng rồi, cái đấy thì chả ai tiêm. Ngày xưa tôi cũng được tiêm mũi nào đâu. À, nhưng mà đợt đấy tự dưng được đi nước ngoài hay là bị lôi đi tiêm hết. Tâm dạy được hưởng lợi, đúng không? Đấy. Thì cái đợt là cái nhiễm rubella này thì mẹ cũng có triệu chứng đấy, nhưng mà chẳng mấy khi mình hỏi được hết người mẹ những cái phần này, đúng không? Thì rubella thì đơn giản, nó phát hiện đơn giản hơn bằng cách là thứ nhất đèn non, rồi thứ hai còn ống mặt rất là rõ, bao giờ con tim còn ống mặt, nhưng mà nó nằm rất là nằm đèn non, đúng không? Nhưng cái chính là nó có đủ thủy tinh thể, cái này phát hiện cũng rõ hơn. Còn điếc thì về sau này một thời gian sau những biết đau đến được phát hiện ra được, cái thời điểm đó chẳng ai nghĩ ra đấy. Thế còn là thường mẹ thì nhiễm rubella trong 3 tháng đầu nguy cơ cao hơn, cái này liên quan đến tiêm phòng, chắc bây giờ tiêm hết rồi mà lo, đúng không? Có giờ đấy nó bị nhiều, bây giờ được biết hết hẳn rồi. Thế còn CMV thì nó có hai phần, một là chúng ta đang nói về CMV bẩm sinh, còn bây giờ đang có một cái gọi là CMV sau sinh. CMV bẩm sinh thì ở đây là chị thấy rằng là có triệu chứng chỉ có 10% thôi, còn không triệu chứng thì rất là nhiều, đến 90%. Còn những cái CMV bẩm sinh thì cũng là vẫn là nằm trong những cái phần mà cái triệu chứng, ví dụ như sự chưa dưỡng bào thai, rồi chậm phát triển trong tử cung, rồi vàng da, rồi gan nách to, rồi vân vân, nhiều thứ lắm. Thì nó cái triệu chứng lâm sàng nó vẫn giống nhau như thôi, cái chính là chúng ta vẫn phải phát hiện cả cái xét nghiệm và sau sinh rồi nhá. Thế còn nhiễm CMV sau sinh thì cái thuật ngữ thì được nghĩa là sau 3 tuần sau sinh mới nhiễm, và phải đặc biệt là bẩm sinh, là tức là ngay trong vòng 3 tuần trước đó là IG, các cái loại IgM của nó phải âm tính, hiểu chưa nào? Thế còn sau sinh nó liên quan đến nhiễm ở đâu ra hả? Nó liên quan đến sữa mẹ đấy, bởi vì chúng ta mẹ vẫn trông mũi mà. Đấy là cái phần thứ hai, là các cái chế phẩm máu bây giờ chúng ta vẫn chưa lọc được. Thế cho nên là những cái bệnh nhân đẻ non ở trong khoa sơ sinh ấy, mà cứ điều trị lâu vẫn sẽ nhiễm CMV sau sinh. Hiện tại bác sĩ Lý trên khoa đang làm đề tài nghiên cứu sinh về nhiễm CMV sau sinh. Đấy nhá, cái phần đấy các bác sĩ biết. Thì đây triệu chứng lâm sàng thì vẫn thế thôi. Vẫn chỉ là giảm tiểu cầu, vàng da, giảm tiểu cầu rất là rõ. Thế thì vì sao mà chúng ta cần phải nghĩ đến CMV sau sinh, khi mà các cái triệu chứng lâm sàng nó giống hệt như là các cái tình trạng nhiễm khuẩn thông thường, tức là trên nền của đứa trẻ mà nằm viện lâu, các cái triệu chứng về nhiễm khuẩn, mình nghi ngờ tình trạng nhiễm khuẩn, điều trị bằng kháng sinh cũng đáp ứng hiệu quả, hỗ trợ khác hiệu quả, thì mình cũng nên làm CMV bổ sung để xem có không. Và khi mình điều mà có rồi mình điều trị thì cái triệu chứng lâm sàng nó cải thiện rất là tốt. Hiện tại bây giờ vẫn đang dùng Vancomycin đường tiêm đấy, cũng như là có các loại Vancomycin đường uống. Thì cái này tùy thuộc vào tình trạng bệnh nhân thì chúng ta có thể sử dụng trong hai đường đều được nhé, các bạn chú ý. Cái này thì hiện tại bây giờ chúng ta ngoài cái việc làm các loại IG thì chúng ta bổ sung thêm là PCR thì rất là tốt, đúng không? Đấy là cái phần chú ý. Cái tỷ lệ nhiễm CMV bẩm sinh thì năm trước tôi có làm một cái bài top, thì hiện tại đã được băng trên tạp chí Infectious, Indy và Tropical. Thì vấn đề ở chỗ là hình như hôm nay sẽ được đăng đấy, tôi giới thiệu luôn. Tôi có nhiều bài lắm. Thì là cái năm trước đấy tôi làm với bạn, có một bạn cao học, bạn ấy làm trong vòng 2 năm, 3 năm, 5 gần 5 năm
hơn 4 năm mới có được 68 ca học sinh. Nhưng mà chủ yếu là CMV và Sama. Còn các cái con kia nó ít lắm. Ví dụ như là TOSU hết PET được 1-2 con thôi. Còn lại CMV chỉ tới tận gần 50% các cái trong 68 bệnh nhân đấy nhé. Thế thôi, thì trường hợp trong những cái nhiễm mà những virus bẩm sinh này thì cái này cũng rất là ít. Tôi cũng ít làm cây, nhưng mà cây của tôi chủ yếu là những vi khuẩn chính. Thì mình chú ý trong cái phần điều trị như thế nào, đúng không nào? Thế là cái phần chú ý vậy nhá. Và chuyển luôn sang